Chào bạn, trên phương diện cùng là con người với nhau, mỗi chúng ta sinh ra không ai là được lựa chọn hình dạng ngũ quan của bản thân cả. Vậy nên cái chuyện mà người khác xấu hay người khác đẹp ấy thì đấy cũng là cái vấn đề riêng của người ta. Thế mà chả hiểu sao có nhiều đứa dạo này cứ thích sống theo cái kiểu bao đồng ấy. Được mình thì chưa lo xong, cứ thích xung phong việc nước. Còn chả biết là bản thân đã đẹp đen cỡ nào mà suốt ngày thấy lôi người khác vào những cái tâm điểm của sự giễu cợt chỉ vì những cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Ví dụ như là: "Eo, sao dạo này nhìn béo như con lợn ấy? Lùn như mày có chó nó yêu con ạ." À, Hoa đấy à, để tao bật cho mày bài này hay phết. Thế là mỗi lần nghe xong mình kiểu hỏi chấm. Việc tôi xấu hay đẹp ảnh hưởng đến hòa bình thế giới mà tại sao cứ phải làm nhau đau ấy? Kiểu nói lên hay không được thì không nói gì cũng có ai bảo câm đâu. Đây, cứ thấy cái mặt là phải bắt cái lỗi mới chịu được. Để làm gì ấy? Để ăn thua nhau về hình thể à? Hay là để chứng minh với cả thế giới rằng trên cái hành tinh 7 tỷ người này vẫn còn một đứa xấu hơn mình ở một cái khía cạnh nào đấy? Hay đấy, cả lớp cho bạn chàng vỗ tay. Vỗ tay vì tinh thần phá hoại sự yêu đời của người khác. Như kiểu ngày xưa mình có đứa bạn, trông con bé rất là xinh xắn và khuôn mặt thì đã rất là hợp lý rồi. Thế mà chỉ vì bị chê là mũi không được cao mà nó đã đeo kính suốt mặc dù mắt nó không bị cận. Nghe thì có vẻ hơi liên quan nhưng mà nó bảo là: "Ui giời, bọn mày chả biết cái gì cả. Tao là tao phải đeo kính vào nhìn mũi tao nó mới cao được." Và kết quả trong khi mà mũi nó vẫn chưa có dấu hiệu cao lên thì đôi con mắt của nó đã cận đến tận mấy độ. Thế sau đấy mình nhận ra một điều: mình sống ở trên đời đâu phải là để làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, thế nên quan niệm về cái đẹp của mọi người cũng sẽ rất là khác nhau. Chưa kể nhiều lúc quan niệm đấy cũng phải thay đổi. Như kiểu ngày xưa Vi-Lai là mốt thì bây giờ mặt mâm lại là bá chủ chẳng hạn. Và có một sự thật về mấy cái đứa hay chê bai mình ấy, đối với chúng nó thì cái việc chê bai mình nó như kiểu một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Thế cho nên dù mình có thay đổi để hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng chúng nó vẫn sẽ tìm ra được một điểm xấu để mà nói mình thôi. Cả có khi trong lúc mình đang buồn phiền đau khổ vì những cái lời nó nói thì ở ngoài kia nó vẫn còn đang ăn uống cười ha hả và chả thèm quan tâm gì đến mình. Nên tốt nhất tầm này đừng nghe đứa nào hết. Nghe xong mà đánh mất bản thân thì nghe làm gì? Cách đơn giản nhất là cứ nghe theo Bác Hồ dạy: độc lập, tự do, hạnh phúc. Tầm này là cứ phải sống độc lập theo chính kiến của bản thân thì mới hạnh phúc được. Thế này đứng lên lựa chọn cuộc sống của bản thân và đừng cho ai quyền được làm hỏng nó. Còn những bạn nào mà hay bị bắt bẻ và cảm thấy tự ti về bản thân thì hãy nghe: lùn thì quý phái, béo sang chảnh, gầy quyến rũ, còn cao quá thì thanh mảnh. Đứa nào mà chê ngực lép cứ phải chốt luôn. Đừng tìm mua hoa quả nơi đồ buôn vật liệu xây dựng bạn ơi. Riêng đứa nào mà chê mình béo thì nhớ phải vỗ vai an ủi như này: "Này, nói thật chứ, thật ra là do tao béo nên người ta mới thấy mày gầy thôi. Chứ còn tao mà gầy ấy thì người ta chỉ thấy mày xấu thôi."